Nè, đây nè, xoài. Xoài nó hết trái rồi, còn mấy trái thôi. Ủa chị thấy sáng hay nào chị? Đây được rồi. Đâu? Nè là anh đang, em có thấy cái xoài này. Đâu? Chưa thấy luôn á. Nè. À. Chị rớt ra ngoài á. Rớt ra ngoài là chắc là chứ vô đây sao được, vô đây. Sao vậy? Nó dập sao? Vậy chèo lên hái, em chèo lên hái cho. Đây ấy thì chị chèo cho. Hả? Hái hai trái đi. Một trái thôi. Ôi, tới ngoài đây giống chín nè. Chín không? Rồi. Ôi, rồi, 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 rồi. Ừ, cái nó rồi, nó rồi. Được không? Được, không được đấy. Không được, nói em trèo nha. Ba bước tới ngọn. Đừng mướn thêm mấy chế. Ghê hạt. Wow. Ê, ê, đừng dốc, đừng dốc. Cái biển mà. Ít. Hai vạn xoài. Xoài ơi, còn một quả, hai quả. Xanh xưa vân vẩn. Ây dạ. Ba quả, bốn quả, năm quả. Trái này ngon hơn nè. Sáu quả. Chị Linh ở bệnh viện nó đang covid nhiều, giờ đang bị dịch gì cúm A gì đó, nên không cho ngoài đi thì nhiều. À, bưng chị xà lên coi. Đổ muối đi. Đưa chị xà lên trước đây. Xin mời, xin mời cả nhà cùng ăn xoài. Làm bánh muối.